cho chúng ta thấy là cái tư thế giải phẫu của trái tim trong lồng ngực, cái này là các chị chắc chúng ta biết rồi nha. Liên quan cái giải phẫu sinh lý luôn nha. Thì cái tư thế nó sẽ nằm sao? Từ nhỉ xuống hết thì nó sẽ nằm theo cái chiều gì? Bên đây là bên đâu? Bên phải, bên đây bên trái. Vậy thì nó sẽ nằm từ cái chiều từ phải sang trái nha. Từ trên xuống dưới và từ sau ra trước. Rồi, cái trái tim của mình á, nó không phải là một cái mặt phẳng 2D mà nó nằm trong một cái mặt phẳng đa chiều. Nó có cái mặt trước nè. Mặt trước là tương ứng với cái mặt tướng sườn á. Rồi, sau, mặt đáy đó. Rồi mặt gì nữa? Rồi cái mặt tiếp xúc với cơ hoành gọi là mặt hoành. Chính vì nó có nhiều mặt, nghĩa là nó nằm trong một mặt phẳng đa chiều. Cho nên á, nếu mà mình chỉ ghi một cái diễn đạo thì sao? Nếu mình chỉ ghi một diễn đạo thì sao? À thì mình chỉ đánh giá được một cái chiều thôi, một cái mặt thôi, một cái thành nào đó của trái tim thôi. Đó, chính vì lý do đó mà chúng ta chỉ có một trái tim, nhưng mà mình phải có rất nhiều diễn đạo. Cụ thể đây là 12 diễn đạo, 6 diễn đạo trái tim và 6 diễn đạo ngoại biên, để chúng ta đánh giá một cách toàn diện tất cả các cái mặt. Nhưng mà nói vậy thôi chứ 12 diễn đạo chưa đủ nữa, chưa đủ tất cả các mặt của nó nha. Và tôi sẽ nói thêm một số cái mặt khác. Rồi, cái này nhắc lại thôi, này sinh lý mới học rồi, cái nhóm học của trường mới học á thì chắc là biết rồi đó. Điện tâm đồ bắt đầu đồ thị hoặc biểu diễn hoạt động của tế bào cơ tim. Chính như vậy cho nên á, tế bào cơ tim thì nó cũng sẽ có những cái trạng thái giống như cái tế bào bình thường trong cơ thể. Ba trạng thái điện học đó là gì? Trạng thái nghỉ là có điện không? Không, nó không có hai cực đâu, đúng không? Trạng thái kích thích thì nó kích thích tại điểm A, sóng kích thích nó sẽ lan truyền tới điểm B, thì cái đó nó sẽ hình thành được cái dòng điện từ cực nào tới cực nào, từ cực âm tới cực dương. Dòng điện đi từ cực âm tới cực dương, có kiến thức cực lý nha. Như vậy thì dòng điện nó sẽ đi từ A sang B đối với cái trạng thái tưởng cực. Và khi mà nó muốn trở về cái trạng thái nghỉ thì nó phải trải qua một cái giai đoạn là tái cực, được chưa? Khi mà nó tưởng cực hết cái điểm B rồi đó thì nó sẽ tiến hành nó tái cực, và cái điểm bắt đầu nó tái cực là điểm B. Điểm kết thúc của quá trình tưởng cực là điểm bắt đầu của quá trình tái cực. Thì lúc bấy giờ á, điểm B nó sẽ đảo cực thành tích điện dương ở bên ngoài, và lúc bấy giờ á, nó cũng sẽ hình thành lên một cái dòng điện gọi là dòng điện hồi cực. Là cái dòng điện này á thì nó cũng sẽ đi từ âm sang cực dương, và cực âm lúc bấy giờ vẫn là điểm A, cực dương vẫn là điểm B. Chính vì vậy cho nên là cái kết luận từ cái slide này là gì? Chiều dòng điện tưởng cực và chiều dòng điện tái cực là cùng chiều với nhau. Sao hả học không biết đâu? Chiều dòng điện tưởng cực và chiều điện tái cực là cùng chiều. Mà điện tâm đồ là đồ thị biểu diễn hoạt động gì? Điện học của tế bào cơ tim. Đó, cho nên lúc mà nó tưởng cực á, nó theo cái chiều đó và nó tạo được sóng dương. Tôi ví dụ, thì khi nó tái cực thì nó sẽ tái cực tạo ra cái dòng điện giống hệt như vậy, sinh ra là cái sóng do dòng điện tái cực tạo thành, nó cũng là sóng dương, được chưa? Như vậy thì cái sóng, cái chiều của cái sóng tái cực trên điện tâm đồ nó sẽ cùng chiều với cái sóng tưởng cực trên cùng cái diễn đạo đó, cái cùng diễn đạo mới được nghe, cái cùng một cái diễn đạo đó. Thì nếu mà cái sóng tưởng cực tới dương, ví dụ sóng tưởng cực tâm thất nó dương thì cái sóng tái cực tâm thất nó sẽ dương. Mà các anh chị đã học rồi, sóng tưởng cực tâm thất là phân bổ quý nữa, còn sóng tái cực tâm thất là sóng tê đó. Lúc nào mà học tôi cũng dạy, cũng lớp nào cũng được dạy cái slide này hết trơn á, hồi học thứ hai á, hồi học cái sinh lý hai á, nhưng mà không có về, không có áp dụng vô điện tâm đồ, cho nên các anh chị nhầm lẫn hoài. Rồi tôi sẽ nói tại sao mình nhầm lẫn. Nhưng mà giờ ở đây á, mình kết luận là dòng điện tưởng cực vì điện tái cực là cùng chiều. Chính vì mình sinh ra là một hồi á, cái sóng nào là sóng tưởng cực thì cái sóng tái cực nó sẽ cùng chiều với sóng đó, được chưa? Cái sóng trên điện tâm đồ á, nếu mà nó dương thì sóng tưởng cực mà dương thì sóng tái cực nó cũng phải dương, còn nếu nó âm là bất thường. Nếu nó âm là bất thường nha. Yeah.
Rồi, bây giờ nhắc lại về cái hệ thống dẫn truyền. Cái này các anh chị chắc quên rồi. Rồi, đút son á thì nó nằm ở nhĩ nào? Nhĩ phải. Rồi, để dẫn truyền xuống dưới nút nhĩ thất thì nó phải có cái hệ thống dẫn truyền liên nút. Rồi, như vậy thì nó phải khử cực gì? Khử cực đút son trước, rồi sau đó nó khử cực đâu? Xin lỗi, sai rồi. Hả? Cứu cực đút son sang cực ai? Trước khi mà cử cực nút nhĩ thất thì nó phải cử cực ai? À, nó phải cử cực cả hai tâm nhĩ. Cử cực hai tâm nhĩ bài, thằng nào sẽ cử cực sớm hơn? À, thằng nhĩ phải sẽ cử cực sớm hơn. Hả? Rồi sao khi mà cử cực cơ thì nó mới tới là cử cực nút nhĩ thất. Rồi gì nữa? Có. Có hí. Rồi, nhánh. Nhánh phải. Nhánh trái. Thì nó sẽ có hai cái phần nhánh, trái trước và trái sau. Nghe, nó sẽ liên quan tới định học mình á. Nó sẽ liên quan tới cái con đường diễn truyền này. Mốt mà mấy anh chị sẽ học tới các cái bệnh lý liên quan tới cái hệ thống diễn truyền này. Như bài 1 tôi sẽ nhắc lại cho các anh chị đó. Rồi sau khi mà diễn truyền sang hai nhánh này thì tiếp tục tới đâu? Mạng. Mạng cuối kia. Rồi cuối cùng là tới cơ tâm thất. Tới cơ tâm thất. Rồi, vậy hỏi nè, sóng B. Sóng B là sóng khử cực. Why? Cái gì cũng vậy. Nút xoan nè, cơ tâm nhĩ nè. Bây giờ tôi nói các anh chị học rồi cũng quên chứ. Mấy cái người bạn học của truyền trước mới học sao rồi? Trả lời đi. Nút sóng B trên điện tâm đồ á, là khử cực cái gì? Khử cực cơ tâm nhĩ. Cơ tâm nhĩ chứ không quan trọng xoan. Nha. Khử cực cơ tâm nhĩ. Còn quy rỡ là khử cực cơ tâm thất. Nha. Khử cực mấy cái cơ đó đó thì nó tạo cái sóng rất là lớn. Còn khử cực cái hệ thống dẫn truyền thì tạo nhiệt nè, nó không có tạo cái sóng. Mặc dù nó là tạo dòng điện nhưng mà khử cực mấy cái này không tạo cái sóng. Nha. Rồi. Lưu ý nghe, rồi tôi sẽ phân tích kỹ hơn. Thế tại sao? Tại sao mấy cái đó cử cực nhưng lại không tạo ra sóng? Rồi lớp đi học có chuyện về đâu rồi? Để giải thích cho các anh chị thôi. Lớp y này học người ta quên. Chứ không phải tao biết đâu, tại tao quên thôi. Để học có chuyện rồi. Đúng hả? Rồi lớp các anh chị học có 4 cái nguyên lý điện cấp đầu là gì? Khi mà không có dòng điện là không có sóng. Đúng không? Không có dòng điện là không có sóng. Nhưng mà có dòng điện thì sao? Chưa chắc nó có sóng. Cái đó thì người ta lại không nói. Không có dòng điện thì là không có sóng. Nhưng không có nghĩa là không có sóng mà chắc chắn là không có khử cực. Không có tế bào nào khử cực. Khử cực đút xoay là nó có khử cực nhưng không có sóng. Rồi tương tự những cái hệ thống dẫn truyền nãy như tôi kể đó là khử cực nhưng không tạo sóng. Tại vì sao? Tại dòng điện nó tạo ra quá nhỏ. Mà cái điện cực mình gắn ở đâu? Gắn ở ngoài da. Cho nên nó không bắt được cái sóng đó thôi. Nha. Nha là nút xoan khử cực là có khử cực. Nếu mà nó có sóng á, là cái sóng nó xuất hiện trước cái sóng B. Nếu mà có cái sóng khử cực của nút xoan nó sẽ xuất hiện trước cái sóng B luôn. Là sẽ khử cực nút xoan trước rồi mới sẽ khử cực tâm nhĩ. Nha. Như vậy thì chừng nào mình gắn cái điện cực trực tiếp lên cái tim của chúng ta thì lúc đó mới ghi được những cái sóng cử cực của bộ hệ thống dẫn truyền và tạo nhiệt đó. Để lưu ý cái điều đó nghe. Rồi thêm gì nữa, khi mà chính vì chúng ta mắc cái điện cực xa tim cho nên cái sóng thu được á, có một số sóng chúng ta sẽ không thấy mặc dù nó có cử cực. Rồi gì nữa, những cái điện cực nào mà nó nằm quá xa luôn đi thì sao, thì ngay cả những cái tế bào mà bình thường nó cử cực tạo ra sóng thì bây giờ cái sóng nó cũng sẽ đã thấp hơn. Điển hình là gì? Điển hình là V1 tới V6 cái sóng lúc nào nó cũng bự, đúng không? Nhưng mà từ các cái chỉ đạo ngoại biên D2, D3, VF AVL, D2 D1, D2, D3 rồi AVL, AVR, AVF thì sao? Lúc nào cái sóng nó cũng nhỏ hơn so với các chỉ đạo trước tiên. Lý do là vậy. Nha. Còn khi nào mà các anh chị thấy gì? Chỉ nào ngoại biên mà bự quá mà chỉ nào trước tiên thì nó nhỏ thì là sao? Sao lỏng được?
coi chừng người ta, coi chừng nó cũng đã. Nếu mà chỉ đạo ngoại biên nó đã cao thì sao? Thì cái chỉ đạo trước tiên nó cũng sẽ rất cao, mà rất cao thì phải làm gì? Chỉnh test, test n cạnh n chia 2. Coi chừng test người ta chỉnh lại, còn n chia 2 mình không để ý, mình tính lộn đi tròn. Rồi. Cái hoạt động của chúng ta nói từ nãy giờ của trái tim đó, thì nó, chúng ta mới nói cái hoạt động điện học thôi. Cái hoạt động điện học của tế bào cơ tim tương ứng như vậy thì nó sẽ hình thành nên các cái sóng trên điện tâm đồ, là sóng B nè, mức độ quy đỡ nè, sóng T nè, trong đó sóng B sóng gì, tử cực cơ tâm nhĩ nè, quy là tử cực cơ tâm thất nè, rồi sóng T là sóng tái cực thất. Như vậy rõ ràng là có cái sóng gì, vừa nhìn cho chúng ta biết có cái sóng gì đang có rồi, sóng tái cực nhĩ. Tái cực nhĩ nó có điện không? Có hình thành dòng điện, nhưng mà dòng điện nó không ghi được. Tại sao mình thấp thì ghi được? Thì các bạn nhìn đây, đây là cái cục bộ tử cực tâm thất, cái thấy nó bự không? Bự. Nhưng mà cái tái cực thì sao? Lại thu được cái sóng nhỏ hơn. Như vậy thì cái sóng tái cực á luôn luôn là gì? Nhỏ hơn cái sóng tử cực. Hai này cùng chiều, đây là này dương, nhưng mà gì? Nó luôn luôn gì? Luôn luôn nhỏ hơn sóng tử cực. Sóng tái cực luôn luôn nhỏ hơn sóng tử cực. Và cái sóng B là sóng tử cực nhĩ nè. Tại sao cái sóng B này nó lại nhỏ hơn quy đỡ? Đúng rồi, cơ tâm nhĩ nhỏ hơn cơ tâm thất, cho nên cái sóng B này cái biên độ nó nhỏ hơn cái sóng tử cực. Cơ tâm nhĩ nhỏ hơn sóng tử cực cơ tâm thất. Và chính vì cái sóng tử cực cơ tâm nhĩ nó nhỏ, cho nên cái sóng tái cực nó sao? Nó còn nhỏ hơn nữa. Được chưa? Nó còn nhỏ hơn nữa, vậy sao thấy được? Các anh chị hiểu cái này chưa? Và khi nó tử cực á, thì nó phải tử cực, nó phải tử cực trước, rồi nó mới coi sao. Cái hoạt động điện học nó sẽ làm trước, rồi sau đó cái hoạt động cơ học nó sẽ theo sau. Đó các anh chị. Đấy, đây là tương ứng là cái điện tâm đồ hoạt động điện học nè. Còn cái hình ảnh nó phía đây, các cái chiều mũi tên là chiều của các dòng máu lưu thông trong các cái kỳ robot, là hoạt động cơ học, hoạt động cơ học của tế bào cơ tim. Đó. Thì sóng B nó mới hình thành trước, rồi sau sóng B đó, đó thì cái tâm nhĩ nó mới co. Đó. Thì cho nên nó là các anh chị thấy là nguyên cái giai đoạn là từ khoảng đỉnh của sóng L nè cho tới khoảng kết thúc sóng T, thì cái giai đoạn đó mặc dù sóng T là lúc này nó tái cực rồi nha, sóng T là lúc này nó đã tái cực xong rồi đó. Rồi bắt đầu từ chỗ này là nó đã tử cực rồi, nhưng mà tới khoảng đỉnh của L là tới khoảng nửa mức độ quy đó nó bắt đầu nó co, và tới hết luôn sóng T nó bắt đầu nó mới giảm, mặc dù sóng T là nó đã tái cực rồi, tới sóng T nó đã tái cực rồi nha. Cho nên nguyên cái đoạn này người ta gọi là gì vậy? Cái bản nguyên T này người ta gọi là gì? Còn nhớ không? Thời gian tâm thu điện học. Đó, trong sách các anh chị có đó, đã học rồi. Rồi cái này hơi phức tạp, tao bỏ qua đi. Bây giờ nhắc lại cái kỹ thuật kia tâm đồ nha. Giờ còn nhớ cách tắt không? Đó. Vậy sao nó đi tiêm nha, là các chỉ đạo trước tiêm mà chính thấy là nó khác với tiêm. Cho nên sao cái sóng ghi được lúc nào nó cũng sẽ rất là lớn nha. Càng gần tiêm sóng ghi được càng lớn, và cái thứ hai là cái cơ càng dày thì biên độ sóng càng lớn. Đó là những cái nguyên lý mà nó không nằm trong bốn cái nguyên lý cơ bản, nhưng mà nó lại rất là hữu ích trong cái việc phân tích điện tâm đồ của chúng ta. Đó. Nhớ chỗ này không? Cái chỗ mà gì? Nữ mà cái biên độ sóng nó thấp hơn nam đó, nhớ không? Nhớ không? Nhớ cái thành ngực của nữ nó dày, cho nên là biên độ sóng nó thấp, nó đùng. Nên còn nếu biên độ sóng nó cao quá thì không? Đó. Biên độ sóng của nữ á, nếu mà cao quá thì không? Rồi, còn bình thường nó phải lùn. Rồi. Nơi mà chúng ta mắc 6 cái điện cực trước tim á, đó chính là 6 cái điện cực dương luôn. Nha. Và từ 6 cái điện cực này nè, nha, tương ứng với nó sẽ là 6 cái chỉ đạo V1 tới V6. Nó rất là đặc biệt. Nha. Như vậy thì bây giờ đặt câu hỏi là điện cực âm nằm đâu? Bây giờ như hình này cho tôi biết là điện cực âm nằm đâu. À này đi cắm ngay với nó tim của mình luôn á. Nghe,
từ cái nét tiếng mình là điện âm là nó hướng ra V1, đó chính là chiều của V1. Nếu mà dòng điện thử cực của tế bào cơ tim mà nó hướng theo cái hướng về cực dương của chuyển đạo V1 là ngay cái chỗ mình mắc điện cực V1 nè, thì sẽ ghi được sóng dương. Được chưa? Càng song song với cái đường này sóng dương càng lớn. Song song với cái đường này là từ cực âm nè tới cực dương nè, càng song song thì sóng dương càng lớn. Đó là bốn nguyên lý của mình đó. Như vậy thì ở đâu ra được cái điện cực âm nằm ở đó? Ở đâu? Từ điện cực ở cổ tay phải, cổ tay trái và cổ chân trái. Ba cái điện cực đó nó mới hình thành nên điện cực âm của sáu chuyển đạo cơ tim. Các quên hết rồi. Ba cái điện cực đó, nhưng mà nó hình thành lên một cái điện cực âm của sáu chuyển đạo cơ tim và nằm ngay chỗ cái trái tim mình luôn. Ba điện cực hình thành lên được một cái tam tam giác, thì tâm của tam giác đó nằm ngay cái trái tim đó. Nha. Như vậy thì nếu nè, bây giờ phải trả lời câu hỏi này các chị sẽ hiểu bài thôi. Nếu tôi chỉ mắc 6 cái chỉ đạo cơ tim mà tôi không mắc 4 cái chỉ đạo ngoại biên thì tôi ghi được tổng cộng là mấy sao? Mấy chỉ đạo? Không có chỉ đạo nào. Tại vì nó có cực âm không? Không. Nếu tôi chỉ mắc 6 chỉ đạo cơ tim thôi, nghĩa là tôi sẽ 6 cái điện cực trước tim, nghĩa là tôi đã có được 6 cái điện cực dương. Nhưng mà tôi không mắc 4 điện cực ở gì thì sao? Thì sẽ không có điện cực âm, mà không có điện cực âm thì không có hình thành nên chuyển đạo, không có chuyển đạo là không ghi được sao nha. Một cái chuyển đạo phải hình thành từ một cực âm như một cực dương đó. Rồi bây giờ nếu mà bệnh nhân đảo ngược ngũ tạng thì mắc sao? Mình tĩnh tiến các cái chỉ đạo qua bên phải nha. Rồi còn cái này nãy tôi giải thích rồi, có 12 xin lỗi à có 12 chỉ đạo, nhưng mà mình có mấy cái điện cực à? Mình có 6 điện cực trước tim cộng với 3 cái điện cực ghi ở ngoại biên, còn một cái điện cực chống nhiễu mình không tính. Vì mình chỉ có 9 cái điện cực thôi mà mình ghi được tới 12 chỉ đạo. Vì lý do là gì? Vì lý do là nó sẽ có những cái điện cực vừa là cực âm của chuyển đạo này, vừa là cực âm của chuyển đạo khác, vừa là cực dương của chuyển đạo khác nữa. Được chưa? Cho nên là một cái điện cực mình kẹp vậy đó. Nhưng mà nó có thể là ví dụ điện cực ở cổ tay phải đi, là mình kẹp cái điện cực màu đỏ, thì khi đó cái điện cực mà mình kẹp lên người bệnh nhân nó có thể là điện cực âm của chuyển đạo này, cũng có thể là cực âm của chuyển đạo khác, và cũng có thể đóng vai trò là cực dương của một chuyển đạo khác nữa. Ha, một cái điện cực nhưng mà nó đóng vai trò của nhiều cái chuyển đạo. Ví dụ nha. Thí dụ cái điện cực dương của D2, D3 và ADF đã nằm đâu? Nằm ở cổ chân. Cổ chân trái. Để nhắc tới cổ chân thì chắc chắn cổ chân trái rồi, tại cổ chân phải là chống nhiễu, được chưa? Ba hàng này nè, nó cùng điện cực dương. Đấy, thì nó giống câu chuyện thầy bói xem voi của các anh chị. Đấy, nếu mà những cái ông thầy bói nào mà đứng ở cái đuôi con voi thì sao? Thì sẽ cho một cái hình ảnh sao? Gần gần giống với nhau. Nghe. Gần gần nó không giống nhau hoàn toàn mà nó gần gần giống với nhau đó. Chính vì vậy cho nên á, điện cực dương của ba này nè, nó nằm gần gần nhau thì nó sẽ cho hình ảnh giống nhau, gần giống nhau nha, gần giống nhau, và nó sẽ được xếp chung như một nhóm. Khi chúng ta đọc điện tâm đồ và chúng ta phải đọc theo nhóm D2, D3, ABS, chứ không phải mình đọc D1, D2, D3 rồi ABL, ABR, ABS nha. ABL, ABR, ABS là phân nhóm giữa dạng gì? Dựa vào cái tính chất, cái số lượng điện cực thôi. D1, D2, D3 thì nó có hai điện cực âm dương. Còn ABL, ABR, ABF thì nó chỉ có một cái điện cực thăm dò, và điện cực còn lại là điện cực trung tính. Chắc quên hết rồi. Chính vì vậy cho nên là cái đó là khi mà mình mắc điện cực thì mình phân nhóm như vậy. Nhưng mà khi mà mình đọc á thì mình đọc theo cái phân nhóm khác. Và cụ thể đây là có 5 phân nhóm. Có 5 phân nhóm. Ví dụ V1, V2, hai cái điện cực của nó cùng mắc ở liên sườn, đi sườn máy, đi sườn bốn, và nó nằm gần nhau, hai bên sinh nút. Chính vì vậy cho nên nó cho hình ảnh nó sẽ gần giống thôi chứ không phải giống hoàn toàn nha. Và khi chúng ta phân tích là chúng ta sẽ phân tích V1, V2 đi chung. Đó. Rồi. Vậy hỏi tại sao nếu nó đã gần giống thôi lấy một cái thôi, mình mắc cái chỉ đạo V1 được rồi mắc gì, hoặc là một cái V2 được rồi mắc gì, ta mắc thêm cái V1?
thì nó cũng lại quay cái vậy câu chuyện thầy bói cho em coi. Bây giờ nếu chỉ có một ông thầy bói mình tin không? Nếu cả hai ông thầy bói đều nói vậy thì mình tin không? Và nếu cả ba ông thầy bói cũng nói vậy thì mình mới tin đây nè, ba ông thầy bói này cùng một câu trả lời thì sao? Thì mình mới dám chẩn đoán bệnh nhân người bệnh đó mắc cái bệnh đó trên điện tâm đồ. Nghe, còn chỉ có một chỉ đạo thôi thì nó chưa chắc. Tương tự vậy với một với hai cũng vậy. Nghe. Chứng minh điều gì ạ? Điều đó chứng minh gì? Chứng minh điện tâm đồ nó có chính xác không? Không. Nó không có chính xác tuyệt đối, cho nên đừng có quá tưởng tượng đó. Nhưng mà nó là một cái công cụ hết sức hữu ích. Thầy nó quá rẻ tiền và dễ làm, lúc nào cũng có thể làm được mà không xâm lấn, mà lại cho mình biết rất nhiều bệnh đó chứ. Cái cuốn sách của anh chị đó, cái phân nửa là hết điện tâm đồ rồi, hơn phân nửa luôn á, là nói về các cái bệnh lý truyền tâm đồ, là các anh chị thấy một cái xét nghiệm rất rẻ tiền, nhanh chóng, không xâm hại bệnh nhân mà lại chẩn đoán được nhiều bệnh như vậy, thì dĩ nhiên nó phải có một cái khuyết điểm là gì? Không chính xác. Rồi, nhưng mà cái mà nó chính xác là quá khó. Cái mà điện tâm đồ chẩn đoán chính xác thì nó quá khó thì không ai đọc được đâu. Đó là rối loạn tạo nhiệm và rối loạn nhiễm truyền là cái bài khó nhất luôn. Hai cái bài khó nhất thì lại không ai đọc chứ. Và cuối cùng thì cũng vô dụng. Rồi, tôi nhắc lại nha, cái nhóm này là mình phải nhớ nha. Vì sao? Khi mà các chị đi vào những cái bài tiếp theo, cái bài số 1 thì tôi dạy là cái bài cơ bản, là cái bài điện tâm đồ bình thường nha, làm cơ sở nền tảng cho các anh chị đi vào những cái bài bệnh học tiếp theo. Khi các anh chị đi vào các cái bài tiếp theo á thì nó sẽ phân tích dựa theo các cái nhóm này đó. Ví dụ như là đây 2 đây 3 đây F đi, là nói chung một nhóm. Thì nếu mà ví dụ sóc quy hoại tử đi, mà nếu mà nó xuất hiện ở ba cái chỉ đạo này là chẩn đoán cái nhồi máu cơ tim hoành hoàng chẳng hạn đó, thì sau này á các anh chị đi vào những cái bài tiếp theo á thì cũng sẽ dựa trên những cái phân nhóm này để mình chẩn đoán bệnh. Nếu cái dấu hiệu đó xuất hiện ở V1, V2 thì nó là bệnh ở đâu, xuất hiện ở V3, V4 thì là bệnh ở đâu, xuất hiện ở D2, D3, VF là bệnh ở đâu. Và chúng ta đây có một nhóm đặc biệt này nha, cái nhóm đặc biệt nghe, cái nhóm này là rất là dễ nhầm, tưởng là nó không cùng nhóm nhưng thực tế là nó thân thiết dữ lắm. V5, V6, D1, ABL, đôi khi bệnh nó sẽ không biểu hiện ở V5, V6 mà lại thấy rất rõ ở D1, ABL đó. Rồi á, khi mình học bài á, cái mình cứ nghĩ nó chỉ có V5, V6 tới hồi thi á, nhìn V5, V6. Nhưng mà V5, V6 lúc cái đề thi á, người ta sẽ cho là nó hình ảnh nó ná ná với V3, V4 đó. Mà cái hình ảnh bệnh á, thực tế nó nằm ở D1, ABL. Các anh chị không hề quan tâm ngay cái chuyển đạo này đó, rồi chúng cùng cho nó tập 7. Thì tôi nhấn mạnh nha, cái nhóm số 3 là cái nhóm mà nhóm nào cũng có vai trò quan trọng với nhau, nhưng mà các anh chị thường là bỏ qua cái nhóm này. Vì các anh chị không có nghĩ nè, hai ngày chỉ đạo trước tim, hai ngày chỉ đạo bởi điên mà lại cùng một nhóm. Dễ hiểu thôi, hai ngày mắc ở đâu? Mắc ở nách bên, sát cái nách bên trái. Còn hàng D1 thì hướng về cổ tay trái. Còn ABL hướng về cổ tay trái. Trời ơi, L là lét, lét là bên trái. Nghe, thì chỉ có một cái hàng là ABL là cái nhóm mà nó không có đứng chung nhau được. Tại sao? Tại trái tim mình hướng về bên trái, mà nó thì lại hướng về cổ tay phải, cho nên nó sẽ cho hình ảnh ngược lại hết trơn. Và nó rất ít có ý nghĩa khi chúng ta phân tích điện tâm đồ, cho nên mình tạm thời mình không nên kể đến cái nhóm nào, cho nên nó biết là ABL nó không nằm chung với ai được hết trơn. Nhưng mà nếu mà mình cho nó nằm chung thì nằm chung với ai? Nó có khả năng nằm chung với ai nhất trong 4 cái nhóm hết trơn hả? Trời ơi, lúc nào các anh chị cũng ghét cái chỉ đạo ngoại biên lại hết trơn, đó là sai rồi. ABL là nó hướng về cổ tay phải, mà hàng nào sát với cổ tay phải nhất? V1, V2. V1, V2 nó sát nhất nha. Còn một hồi vô điện tâm đồ cái chị phân tích thì các chị thấy anh nó cũng na ná như vậy, nhưng mà ta không bao giờ xếp chung hàng này chung nhóm nha. Người ta vẫn xếp riêng, nhưng mà đôi khi cái hình ảnh mình thấy nó sẽ giống nhau đó. V1, V2 và ABR. Rồi, giới thiệu các anh chị một số cái diễn đạo mà không phải lúc nào mình cũng xài, nhưng mà tới lúc xài thì mình lại không biết. Đây là cái diễn đạo mà đảo ngược ngũ tạng để mình nói rồi nha. Đảo ngược ngũ tạng thì mình mắc ngược sang bên phải, hoặc là trường hợp gì nữa sợ nhồi máu cơ tim bên phải thì mình cũng chuyển mấy cái diễn đạo này qua đây. Rồi, trong 12 diễn đạo chuẩn của mình á,
Rồi mình thấy đặt tụi quy của mình á, thì bây giờ đó là mình đánh giá đủ các cạnh hết chưa? Thành trước, thành bên, thành dưới, chỉ có thành sau là chưa có thôi. Chính vì vậy cho nên nó sẽ có những cái diễn đạo được hình thành bởi các điện cực mắc ở phía sau lưng. Đây, những diễn đạo này nó sẽ đánh giá cái thành sau. Và trong những trường hợp mình nghi ngờ nhồi máu cơ tim thành sau mình đo. Đó, thì mình là ốp bệnh nhân lại, lúc bây giờ mình phải làm cái nào ốp lại. Mình sẽ gắn cái điện cực rồi V8 mà nằm ở ngay cái mỏ của xương bả vai này. Rồi hai bên là V7, V9. Và chúng ta sẽ lấy cái điện cực của V1, V2, V3 sẽ gắn cho các cái vị trí của V8 đi, 7, V8, V9. Và chúng ta sửa lên cái kết quả là V7, V8, V9 thôi. Và chúng ta dự đoán là gì? Ba thằng đó là sao? Sẽ có đặc điểm gì? Khi ta đo ra nó sẽ có đặc điểm gì? À, cái biên độ nó thấp hơn. Nó thấp hơn. Tại sao? Tại vì nó xa tim hơn so với mấy hàng phía trước. Ở phía sau cái cơ cái vùng lưng rồi xương đó rất là dày, cho nên là nó sẽ thấp hơn rất là nhiều. Khó đọc lắm chứ không phải dễ đọc nghe. Đó, rồi bây giờ á, thì dù chúng ta mắc ở đâu thì cái điện cực âm nó cũng nằm ở cái trái tim của mình thôi nha. Dù chúng ta mắc cái điện cực dương ở đâu thì điện cực âm nó vẫn nằm ở chỗ cũ nha. Và từ cái điện cực âm nó mình kéo ra thì nó sẽ ra cái chiều của cái diễn đạo tương ứng. Ví dụ chúng ta mắc điện cực V1 ở đây thì cái chúng ta kéo ra chúng ta sẽ ra được cái diễn đạo V1, cái chiều nó như thế nào. Và nếu mà dòng điện khử cực á mà nó đi theo cái chiều của V1 nó sẽ tạo ra sóng dương ở diễn đạo V1, mà nó đi ngược lại thì nó sẽ tạo ra sóng âm ở diễn đạo V1, được chưa? Rồi còn các cái diễn đạo ngoại biên thì cái hình nhắc lại các cái diễn đạo ngoại biên nha. Nè, đây gì đây, D2 nè, D3 nè, AB, ABF thì nó sẽ cùng điện cực dương, nó cùng nhóm, được chưa? D1 nè, AB, ABL nè, thì nó sẽ cùng điện cực dương là cổ tay trái, cho nên là nó sẽ chung nhóm, được chưa? Còn AVR thì nó hướng về cổ tay phải thì nó đứng bên nó, được chưa? Nhớ cái này nghe, đừng có đi phân tích D1, D2, D3 là sai đó nghe. Cái nguyên lý này nãy giờ mình đã nhắc tới rồi nha. Như vậy thì chúng ta lưu ý là gì? Mình chỉ có một cái cơ tim thôi, mình có một cái tim, nhưng mà mình có tới rất nhiều diễn đạo, hơn 12 diễn đạo đó. Như vậy thì khi mình phân tích đó, mình sẽ lưu ý là gì? Mình đang không phải phân tích hết tất cả các nhịp, được chưa? Mình chỉ phân tích gì? Một nhịp thôi, phân tích một nhịp, một diễn đạo thôi, được chưa? Là thí dụ như là cái nhịp thứ nhất của diễn đạo V1 với cái nhịp thứ nhất của diễn đạo V2 thì nó cũng chính là cùng một nhịp tim, cùng cái nhát bóp đó, nhưng mà ở V1 nó sẽ cho hình ảnh đó, và V2 nó sẽ cho hình ảnh khác, được chưa? Và khi chúng ta phân tích, chúng ta cứ căn ngay cái nhịp thứ nhất để chúng ta phân tích. Hoặc là các anh chị thích, các anh chị chọn nhịp thứ hai, chọn đúng một cái thôi rồi phân tích, những cái còn lại chúng ta đâu cần nói, đâu cần quan tâm tới, được chưa? Rồi, nếu mà cực dương gần nhau á thì nó sẽ cho hình ảnh giống nhau, và chúng ta đã phân thành năm nhóm lúc nãy. Còn nếu mà cực dương mà đối ngược nhau thì nó sẽ tạo ra hình ảnh soi gương. Và hình ảnh soi gương này sắp tới các anh chị học sẽ nhắc tới rất là nhiều lần đó. Và tôi ví dụ như là gì? Hình ảnh soi gương của các diễn đạo trước tim nó sẽ là gì ạ? Các cái diễn đạo ở hành hoàn, được chưa? Còn cái diễn đạo mà V7, V8, V9 thì nó sẽ soi gương ở đâu? Ai sẽ luôn có bộ V2 đến V6 đấy, nó sẽ soi ngược cái hành trước. Hành sau mà nhồi máu nó sẽ soi gương cái hành trước. Đấy, hành trước nó sẽ gương cái hành dưới hoặc là hành sau. Vậy đó nha. Rồi, ngoài ra là gì? Nếu chúng ta mắc điện cực dương theo một cái trình tự thì sao? Thì các cái sóng di động sẽ biến đổi theo quy luật. Và cụ thể đây là từ V1 tới V6 nó sẽ biến đổi theo quy luật. Quy luật còn nhớ không? Quy luật về tỷ số R chia S á. R chia S nhỏ hơn 1 là tim phải, R chia S gần bằng 1 là cuộc chuyển tiếp, lớn hơn 1 là tim trái, nhớ không? Là nếu mà chúng ta mắc liên tục từ V1 tới V6
thì nó sẽ đánh giặc, nó sẽ là gì? Từ tương ứng là từ thấp phải nó mát liên tục qua thấp trái luôn, thì sao? Nó sẽ biến đổi, quy đó sẽ biến đổi theo một cái quy luật là sóng L nó sẽ cao dần và sóng S nó sẽ sâu dần, ở giữa sẽ nông dần, không nhớ hả? Sóng S nó sẽ nông dần, còn sóng L cao dần, thì nói cách khác là quy đó nó sẽ dương dần. Cái đó là trong sách E2 của các chị nha, sách thực hành sinh lý á, chắc khi xong bỏ rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ tới cái phần phân tích. Khi mà mình phân tích cái này, nói sơ qua vàng đã để E2 các chị học rồi. Những cái này nè, là mình phải biết trước khi gì, đọc truyện tâm đồ. Tại vì nếu không có những cái này thì sao? Không có những cái này là chúng ta không chừng cho nó được bậy. Tại vì điện tâm đồ đã cho nó rồi, nó sẽ không phải hoàn toàn chính xác. Đấy. Rồi khi chúng ta thấy dấu hiệu là nhồi máu cơ tim đi. Còn bây giờ con là đứa bé nó 9 tuổi à, nó chẳng có nhồi máu cơ tim ai tin. Ví dụ như vậy. Nha. Rồi giới tính nữa, ví dụ như cái bệnh nó chỉ gặp ở nam đi, còn bệnh nhân này là nữ, thì cái bệnh chẩn đoán vô thì hồi ta sẽ nói mình chẩn đoán sai, không biết gì hết. Không biết gì hết cũng là bác sĩ. Đó. Cho nên là gì? Sau này các chị á, ra trường rồi các chị sẽ trở thành những bác sĩ rất là giỏi. Rồi người ta sẽ nhắn tin lên gọi điện tay nhờ đọc điện tim giùm đó, chẳng hạn. Thì các chị phải xin hết cái thông tin đó. Chuyện nào đủ hết đi thì tôi đọc nha. Và trong thời gian đó các chị cứ lật tài liệu lại các chị con. Trong thời gian mà chờ ta cung cấp tên tuổi với tính thể trạng đó nha. Rồi mình lật tài liệu coi thì vừa. Nhờ quyền cầu cứu thầy cô hoặc bạn bè chuyên môn gì đó cho kịp tiến độ để nó nói quá. Còn nếu mà ta đã cung cấp đủ ngay từ đầu rồi giả bộ tắt máy chút coi lại. Đây. Thôi đừng có áp lực là mình học xong không biết đâu. Đừng áp lực là tới tự mình học xong cái điện tâm đồ của bộ môn dạy xong mình cũng chả biết đọc điện tim nữa, không sao đâu. Tại vì các anh chị muốn đọc thì các anh chị cũng phải học cái lớp chứng chỉ điện tâm đồ 6 tháng theo đúng quy định bộ y tế, các anh chị mới được đọc và ký thanh bảo hiểm. Cho nên là các anh chị đừng có áp lực, mình không biết đọc thôi, mình không biết đọc thôi không sao hết, thì sau này mình học tiếp, sau này không biết đọc nữa thì tính tiếp. Còn giờ đọc thôi, đừng áp lực nghe, mặc dù mình dở thiệt nghe. Không biết sao mà mấy người năm rồi cũng không biết gì trơn mà vẫn đi rất là điểm, rất là cao hơn mấy em trẻ tuổi, mấy em trẻ tuổi là 50 à, mấy em mà mấy anh chị làm rất là tốt, nào chứ gì biết chứ. Nhưng mà các chị à, nha, điểm cao lắm, vô thi cũng ồn giống vậy nè. Rồi bây giờ á, cái phần nhiễu này á thì nhắc sơ qua thôi. Nhưng mà ở đây có một cái là gì? Có hai cái vấn đề ở đây tôi muốn nhắc tới là gì? Nếu mà các anh chị là mới vào nghề đọc điện tim á thì nó nhiễu các anh chị đọc không được. Nhưng mà nếu mà sau này rồi đó mà mình đã có chứng chỉ đọc điện tim rồi mình sẽ không đọc được mấy điện tim nhiễu á, là chúng ta là mình không biết đọc gì đâu á nha. Biết đọc điện tim là cả đọc cả điện tim nhiễu nữa. Tại vì có những trường hợp không nhiễu được, đúng không? Cái những trường hợp là ví dụ như bệnh nhân kích động quá đi, thấy bác sĩ đẹp trai quá chẳng hạn, rồi kích động quá trời luôn rồi sao giờ, rồi bác sĩ phải vô gì, vô đè nhân lại rồi mà đo, rồi biết hồi điện của ai nữa, vô đè lại rồi đo rồi hồi đọc biết điện của ai, rồi mình đọc mình trả kết quả cho bệnh nhân, cho nên là sao, rồi nước bột nữa, rồi giải thích sao bệnh nhân vậy, ngồi đó hai bác sĩ bệnh nhân rồi tư vấn ngồi cho nó hết nước bột rồi đo nè, cho nên là không phải nào tưởng nhiễu được hoàn toàn đâu, nha. Mấy cô nữ là còn khó khăn hơn nữa. Mấy cô nữ cho đo điện tim càng khó tự nhiễu hơn nữa. Nhiều khi đo là mất tiêu điện cực luôn. Nhét nhét rồi giấu mấy người hay che lại. Rồi. Còn một cái vấn đề nữa. Trong cái câu chuyện mà nhiễu này đó là khi mà nó nhiễu cái dạng răng dưa, sọc dưa, các chị biết cái dạng đó không? Nó dạng răng dưa thì
không có thấy được sóng B. Các anh chị sẽ không còn nhìn thấy được sóng B nữa. Và khi đó các anh chị thấy nó gợn, nó như hình gợn sóng đó. Và mình sẽ nhầm lẫn với cái gì? Hoặc là nó là rung nhĩ thiệt, hoặc là nó là nhiễu. Đó. Cho nên là gì? Cái điểm quan trọng ở trong những cái điện kinh nhiễu là các anh chị phải tìm được sóng B. Nha. Phải cố gắng để tìm được sóng B. Dĩ nhiên thi sẽ không cho các anh chị điện kinh nhiễu. Nhưng mà biết đâu, tại các anh chị quá giỏi. Cái gì các anh chị không biết thì vẫn làm được. Cho nên là có thể cho điện kinh nhiễu, coi các anh chị đọc được không? Là nhiễu là các anh chị phải làm gì đây? Phải tìm được cái sóng B. Nếu có sóng B thì sao? Thì nó không phải là rung nhĩ. Nó có sóng B là không phải rung nhĩ. Còn các anh chị tìm hoài không thấy, khẳng định nó không có sóng B, thì cái sóng mà các anh chị nhìn thấy nó không phải là nhiễu mà nó là sóng bệnh lý. Mà tiếp hai là cái sóng bệnh lý lúc bây giờ là y hệt như là sóng nhiễu. Cho nên cái trường hợp mà nhiễu và rung nhĩ là hai cái rất là dễ chẩn đoán nhầm với nhau. Đó. Sau này là mình phải cố gắng là phân biệt cho nó tốt. Để thôi là mình chẩn đoán hai cái đi hai phương trời rất là xa nghe. Giữa một người bình thường và người rung nhĩ á, có những cái người gì trước giờ nó không bị gì hết trơn luôn, nhưng mà vô nó điện tim nó rung nhĩ nghe. Nhất là mấy người già đó không bị gì hết trơn mà họ không cảm thấy gì bất thường trơn, nhưng đo điện tim lại ra rung nhĩ nghe. Gặp phải những cái người rung nhĩ cơn á, lâu lâu có cơn rung nhĩ rồi nó hết. Đây nè, giờ phân tích nghe. Điện tim này nó hơi cũ kỹ rồi, chị thấy gì không ạ? Thấy gì không? Nó nhú lên nè, nhú lên nè. Đó, các anh chị nói sóng T rồi sóng R, thực tế là cái gì đó? Nhiễu, đúng rồi. Tại vì mình xem mình nói sóng D, tới chỉ đào D2 thì mấy mất tiền. Thấy rõ ràng là chỉ đào có, à, nhìn từ đây lên nè, chỉ đào nào cũng có, nhưng mà tới D2 nó mất tiêu. Nếu nó là một nhịp tim thì D2 cũng có. Được chưa? Bây giờ D2 nó không có, mấy hàng kia có thì chứng tỏ nó là gì? Nó là nhiễu. Nhiều người không biết nó ngoại tâm thu. Rồi, trường hợp này. Đấy, giờ nhiễu hay rung nhĩ? Rung nhĩ thì chúng ta sẽ học ở cái bài khác. Nhưng mà ở đây rồi cái bài này là các anh chị biết là cái cách mình biết nhận biết nó là sóng nhiễu hay sóng bệnh, còn cái chuyện chẩn đoán rung nhĩ thế nào thì phải khác mình mới học. Còn mình quan sát cái này, cái này là nhiễu hay là bệnh? Tại sao các chị biết bệnh? À, thứ nhất là mình kiểm hoài không thấy sóng B, được chưa? Các chị nhìn trên D2 kìa, có sóng B đâu, được chưa? Hầu như là nó ngang ngang nhau hết, những cái sóng này nó đang cưa, nó biên độ nó giống nhau hết. Còn nếu nó có sóng B nó phải nhú cao lên, nó phải cao lên rõ ràng hơn so với những sóng khác, những sóng kề bên với nó thì mình mới nghĩ đó là sóng B. Còn bây giờ mình thấy là sóng nào nó cũng nhỏ lăn tăn nha. Vai trò của nó là như nhau, không có thằng nào trội lên để trở thành sóng B được. Cho nên thứ nhất là mình không tìm thấy sóng B. Thứ hai là cái điện nhịp tim này sao hả? Các anh chị thấy là nó có đều mà, có cái đoạn thì nó quá là rộng nè ha. Kế bên nó là sao? Kế bên cái đoạn rộng nó là sao? Nó hẹp, được chưa? Nó hẹp hơn rất là nhiều. Chính gì đó? Chính cho nên là gì? Cái điện tim này khả năng nó là bệnh. Còn bệnh gì thì bài cũng nhỉ rồi mình sẽ được phân tích kỹ hơn đó. Những ca này thực tế rất là rung nhĩ, nhưng mà cái hình ảnh nó khá giống, nhìn sơ thì khá giống là nhiễu. Nhưng mà bây giờ cái bài này mục tiêu là chủ yếu là các anh chị nhận biết này là nhiễu hay là bệnh lý thôi, được chưa? Một cái nhịp tim bình thường thì không thể nào mà nó bị gì, không có sóng B mà lại cái nhịp tim nó không đều như vậy được nha. Nhịp tim của mình là nhịp tim phải đều, còn phải có sóng B thì nó mới là nhịp tim bình thường. Rồi, nhịp tim này thì các anh chị thấy là nó có nhiễu không ạ? Nhiễu, nó có sóng nhiễu đó, nhưng mà đây không phải là sóng bệnh hả? Bằng cách là chúng ta sẽ tìm được cái sóng B rất là rõ đây, thấy đúng không? Đó, nó to và nó nhô lên cao hơn đó, so với những cái sóng phía trước là đi thì lên nó li ti thôi. Nhưng cái sóng B mình nhìn phía trước quy rõ, nó có cái sóng B rõ ràng ở chỉ đạo D2 á, cái chỉ đạo này nè, mình nhìn ở phía trước nó có sóng B nè, sóng B nè, sóng B nè, sóng B, sóng B, sóng B đó. Mình thấy nó có sóng B rất là rõ ràng. Cho nên là mặc dù nó hơi đang cưa, nó hơi nhiễu một tí, nhưng mà mình vẫn chấp nhận mình đọc cái điện tim này mình trả cho bệnh nhân được.
nha. Nhất nói người già da họ nhăn nheo hết rồi thì nhiều khi mình đo mình không cử nhiễu hết được thì mình cũng phải biết phân biệt. Rồi trường hợp này sao? Trường hợp này thì mới chị vô mình cũng thấy căng cưa quá trời căng cưa luôn, chọc chưa nha. Bây giờ mình phải phân tích coi nó là nhiễu hay là cái sóng nhiễu. Nếu nó là sóng nhiễu thì sao? Là bình thường. Còn nếu không phải sóng nhiễu là bệnh. Cho nên hai cái ranh giới như này nó rất là mong manh. Bây giờ mình nhìn kỹ đi, mình tìm có sóng B hay không. À, mình không còn nhìn thấy sóng B nữa, mình nhìn cái chỉ đạo D2 là không có còn sóng B nữa. B1 mình cũng không thấy luôn. Được chưa? Cái thứ hai là gì? Nhịp tim này có đều không? Không. Đây, cái chỗ này nè, nó có 3 ô mà. Mà từ đây tới đây cái mấy ô lận? 6 ô, là gần gấp đôi rồi. Như vậy là gì? Lúc thì quá nhanh, lúc thì quá chậm. Mà nhịp tim mà lúc quá nhanh, lúc quá chậm vậy thì không thể nào nhịp tim bình thường. Rồi cộng thêm cái gì nữa nè? Một cái phức độ, đây. Đây là một cái phức độ gì đây? Hả? Nó hơi dị dạng. Đó, rồi giới thiệu sơ qua luôn đó. Là cái điện tim này, thứ nhất là mình thấy cái sóng này là không phải là sóng nhiễu, mà là cái sóng của bệnh lý. Mà bệnh lý này thì giống nhiễu chỉ có rung nhĩ thôi. Cuồng nhĩ. Mà trong tập này á, mình thấy thêm cái gì nữa? Thấy thêm gì nữa? Một cái phức độ nó hơi dị dạng. Cái dị dạng kiểu này nhìn vô là biết nó ngoài tâm thu rồi. Nghe. Và bài ngoài tâm thu mình sẽ học bài khác nữa. Nói chung hôm nay các anh chị chẩn đoán được rất nhiều bệnh rồi đó, giỏi lắm rồi đó. Đây. Bình thường các anh chị phân tích sóng B ở đâu à? Tại sao D2 nó rõ chứ? Cái chiều của D2 sẽ đi từ đâu sang đâu? Đi từ cổ tay phải đến cổ chân trái. Và nó có phải là nó cùng với chiều của trái tim không? À, cho nên là cái sóng cương cực nghĩa nó đi theo cái chiều đó và nó sẽ hướng về cái chỉ đạo D2 nhiều nhất. Cho nên bình thường chúng ta thấy ở D2 sóng B nó lớn nhất, mà sóng B là đại diện cho cửa cực nhĩ, mà cửa cực nhĩ là ngôi nhà của đốt xoang, ngôi nhà đốt xoang. Cho nên là để biết được cái điện tim này á có phải là nhịp xoang hay không là mình phải tìm cho sóng B, mà sóng B rõ nhất là được chưa? Đó là lý thuyết. Nhưng mà nhìn kỹ cái điện tim này, cái D2 nó có sóng B rõ không? Mà nó nằm ở đâu ạ? Nằm ở D1 nè. Cho nên nếu mà thêm chung cái điện tim này thì không phải là đi kiếm cái sóng B ở D2 đâu, mà đi kiếm cái sóng B ở D1 để phân tích. Bây giờ các anh chị nói sóng B ở D2, các anh chị vừa quất vô cái biên độ nó 0.5mm là sai nè. Mình phải tìm cái sóng B ở cái diễn đạo nào nó lớn nhất. Thường nó sẽ là D2, nhưng đôi khi nó không thấy D2 thì kiếm ngay anh em với nó là D1. Đấy, cái diễn đạo D1 cái sóng B rất là rõ luôn đó. Thì mình phân tích cái gì? Thời gian sóng, biên độ sóng ở D1. Chứ mình không phải mình cứ đặt khuôn cứ kiếm D2 phân tích sóng B. Sẽ có những cái bệnh nhân cái tư thế tim của họ khác. Cái tư thế tim của họ song song với D1 nhiều hơn thì nó sẽ tạo ra sóng B ở D1 nhiều hơn là sóng B ở D2. Sóng B D2 nó sẽ thấp hơn. Cụ thể là bệnh nhân này chúng ta phân tích sóng B D1. Rồi, cái điện tim này là quá là nhiễu luôn rồi. Hay quá trời nhiễu luôn, mà mình thấy rất là giống ngoại tâm thu luôn đó nha. Những cái nhịp này nè, nó cũng giống như một cái phức độ quy luật giãn động, rất giống ngoại tâm thu nha. Nhưng nhìn kỹ thấy gì, sẽ có những cái chuyển đạo không có cái sóng này thì chứng tỏ đây là sóng nhiễu. Sóng nhiễu thì nó chỉ xuất hiện ở 1-2 chuyển đạo thôi, chứ nó không xuất hiện hết 12 chuyển đạo. Đó là cái đặc điểm để mình nhận biết. Chứ đừng nhìn vô vậy nhịp ta không biết thì người ta nói cái này là ngoại tâm thu. Tại vì đấy, nó giống dạng gì? Quy đó dạng cái M này, nó giãn rộng. Tôi tưởng ngoài tâm thu. Ừ. Đây, sống không đó ha. Các chị đi chẩn quen. Nhưng mà thi thì dĩ nhiên sao không cho đâu. Móc các chị về cơ quan làm á, lúc đó là không biết hỏi ai. Rồi, đây bệnh nhân này Parkinson đây. Mà nó rung liên tục luôn. Cho nên là các chị thấy cái sống nó rất là nhiễu. Nha, rất là nhiễu. Nhưng mà đọc được không? Nè, thấy sóng B không nè? Sóng B rõ trời nè. Còn phía trên á thì đôi khi là mình nhìn mình thấy nó hơi rối mắt. Nhưng mà cụ thể là mình nhìn các chỉ đặt tim là nó rất là rõ. Nghe. Và
Tại cái tai ông rung quá. Mà cái sân mà cái tai ông rung cho nên mấy cái chỉ đạo ngoại biên nó nhiễu. Còn chỉ đạo trước tim thì khá là đẹp. Cho nên là điện tim này là nhiễu chứ không phải là bệnh. Là cái thứ hai, ngoài cái sóng B ra chúng ta nhìn thấy là cái nhịp tim của ông này rất là đều. À, cho nên là cái trường hợp này là nhiễu chứ không phải bệnh. Rồi đây là điện tim của một bệnh nhân nam 25 tuổi quê ở Bến Tre. Hả? Bây giờ đo đang dày, về chuyển đi cấp cứu được chưa? Hả? Sống về chuyển đi cấp cứu. Hả? Nếu thật sự sống của bệnh nhân không, bị nó vô cái gì vậy? Hết rồi. Nó chuẩn bị chết đây. Nó là vừa. Chụp hình cho nó sẵn đi. Nhưng mà thực tế á, mà chúng ta thấy là gì? Phía trên mình nhìn đi trang trung lớp vậy đó, nhìn phía dưới mà thấy gì? Còn cái tốc độ quy đỡ cũng khá là rõ đó. Còn cái tốc độ quy đỡ mà cái tần số nó khá đều nữa nha. Trường hợp này á là do là bệnh nhân này không có mắc cái chuyện đào cái điện cực ở cổ chân phải. Tháo cái điện cực chống nhiễu ra nha. Vì bệnh nhân này rảnh mà. Bệnh nhân này rảnh cho nên mới tháo cái điện cực chống nhiễu ra để coi nó có còn ghi được sống hay không. Thì đó, nó ghi được vậy đó nha. Rồi cái này thì sao? Nhiễu mà. Những cái đoạn này rất là nhiễu nghe. Test này là test gì? N test chuẩn. Test N thì là test N là test chuẩn. Đấy, nhưng mà nó sẽ bị nhiễu. Ở cái chỉ đạo V5, V6 này nó rất là nhiễu. Đó, đây là hai cái chỉ đạo thường bị nhiễu nhất nha. Vì lý do là gì? À, mình mắc thì nó gần song song với cái mặt giường cho nên nó dễ rớt. Rồi bây giờ á, lúc nãy chúng ta nói là cái chiều cử cực nó sẽ song song với cái chuyển đạo nào? D2. Cho nên cái sóng B nó sẽ luôn luôn dương ở D2. Và ngược lại, AVR nó đi ngược lại bên tay, cho nên nó sẽ ghi được sóng âm. Nghe không? Nó sẽ âm ở AVR. Nhưng mà bây giờ á, nếu nó dương AVR mà nó âm ở D2 thì nó sẽ rơi vào trường hợp nào? Đây, thứ nhất là gì? Ba trường hợp. Nghe không? Cái chuyện mắc nhầm này ít gặp lắm. Đấy, mắc nhầm tay phải qua tay trái thì cái này nó cũng sẽ bị đảo ngược. Cái thứ hai là bị đảo ngược của tạng. Nếu chúng ta thấy là bệnh nhân này mắc đúng rồi, mắc đúng rồi, nhưng mà bây giờ cái sóng B nó bị ngược như vậy thì chúng ta tiến hành ta nghe tim cái đã. Siêu âm nhiều khi chúng ta lúc đó chúng ta không thấy. Mình lấy cái ống nghe, mình nghe tim coi có phải nó đảo ngược của tạng hay không. Nếu mà loại trừ hai nguyên nhân này thì sẽ còn là một cái nguyên nhân cuối cùng là ông này bị rối loạn nhịp. Cụ thể đây là nhịp bộ nói. Mà nhịp bộ nói là gì thì bài này không có dạy, bài cũng bài tiếp theo mới học nghe. Vậy thì khi mà chúng ta thấy sóng B bình thường nó dương ở đây hai, bây giờ nó âm ở đây hai mà nó lại dương cái AVR thì nó sẽ rơi vào một trong ba trường hợp này nha. Và lần lượt chúng ta loại trừ mắc nhầm tay, loại trừ đảo ngược cổ tạng, chúng ta mới chẩn đoán nó là nhịp bộ nói nha. Tôi nghĩ khi thi có thể thi trắc nghiệm đó nghe. Rồi đây chúng ta thấy cái điện tim này nó hơi khó nhìn một tí, nhưng mà mình nhìn mình thấy gì? Ở D1 có thấy sóng B không? Nó bị âm. Thấy sóng B D1 âm không? Rồi AVR nè. AVR thì sao? Sóng B nó lại dương. Đó. Đây
Các chỉ đạo trước tiên thì sao ạ? Hồi nãy mình nói đi từ V1 tới V6 thì nó phải sao? Nó phải dương. Trong trường hợp này nó lại bị âm dần. Mấy anh chị ngồi sau nó không thấy không nghe. Ngồi sáng thì cũng không thấy luôn. Đấy, như vậy thì bây giờ mình thấy nó có hai cái chuyện bất thường. Chuyện thứ nhất là cái sóng B nó bị đi ngược. Lúc âm với chỉ đạo đó nó phải dương, và dương với chỉ đạo đó nó phải âm. Cái thứ hai là mình nhìn thấy quy lực nó biến đổi theo quy lực bất thường, là từ V1 tới V6 đáng lẽ nó phải dương dần, bây giờ nó lại âm dần. Như vậy khả năng ông này nè là đảo ngược của tạng mắt nhầm tay. Tại sao? Nếu mắt nhầm tay thì từ V1 tới V6 có bị ảnh hưởng không? À không có ảnh hưởng. Nhưng đảo ngược của tạng thì do là cái trái tim mình nó quay qua bên phải, cho nên cực này nè, mình mắt bên trái nó sẽ bị âm. Nó do cái trái tim bây giờ nó quay qua bên phải rồi mà mình lại mắt cực dương bên trái thì sao? Thì cái kia được sống âm. Được chưa? Dễ hiểu không? Đó. Cho nên là cái ca này đó, nếu mình mắt, ví dụ hôm sau này các chị về cơ quan mắt mở ra cái trường hợp này đó, thì khả năng cao đó là phụ đảo hạn rồi. Thì cũng tiện lấy nghe ống nghe các chị nghe. Nghe rồi đề nghị cho bệnh nhân là gì? Dưới cái kết quả siêu âm á, mình đề nghị cho bệnh nhân đi siêu âm phục tổng quát. Thì khi mà mình thì những cơ quan khác nó cũng đảo ngược luôn, dưới bụng á, trong bụng á, trái tim nó đã đảo ngược rồi thì những cái cơ quan khác trong bụng nó đảo ngược luôn, khả năng là nó sẽ đảo ngược luôn theo đó. Rồi bây giờ mới lật ngược bệnh nhân lại. Bây giờ là chuyển hết cái chuyển đạo bên phải, chuyển hết các cái chuyển đạo bên trái qua bên phải, thì bây giờ mình nhìn các cái chuyển đạo mình thấy là sao? Thứ nhất đó là sóng B nó đã dương ở T1 rồi, hồi nãy nó âm, bây giờ nó chuyển thành dương rồi đó. Rồi bây giờ là các cái tốc độ đi từ mặt cây giáo thì sao? Thành nó dương trần nha. Như vậy thì những cái bệnh nhân này mình phải mắc cái điện cực nó hơi đặc chút, nhưng mà phải biết cách mắc nha. Nhưng mà ở khi điều dưỡng biết nha, hoặc người biết là các anh chị đó nha, có các anh chị chắc không có đó, chắc không có đồng bằng. Rồi mấy cái này là nhắc lại sơ nha, còn tóc kéo giấy nhịp tim nhanh quá thì phải tăng, được chưa? Nhịp tim chậm quá thì mình phải giảm cái vận tốc lại. Nếu mà cái sóng nó cao quá thì mình phải giảm test millimol gọi là G2, nhưng khi đọc thì mình phải nhân 2, còn test nó thấp quá thì mình phải double lên, và khi đọc thì mình phải chia lại cho 2 nha. Rồi cái cách đọc tần số, xin lỗi, thời gian và biên độ sóng mà còn nhớ không ạ? Ví dụ như là cái sóng mà B này đi nha, cái sóng B này giờ mình phân tích thời gian của nó thì mình sẽ tính từ đầu sóng nè, tính cuối sóng nè, nó khoảng là 2.5 ô vuông nhỏ, mà một ô vuông nhỏ là bao nhiêu? 0.4 giây, thì lấy 2.5 nhân 0.4 là ra 0.10 nha, là 0.1 giây đó. Như vậy thời gian, ví dụ đề nó cho với cái này nha, đề thì cho cái này hỏi là cái thời gian của sóng B thì các anh chị trả lời là 0.1 giây đó, và các anh chị đã đậu sinh lý 2 nha. Tại vì âm nhạc chức năng là bây giờ nói chuyện bệnh thôi chứ không có kêu cái chị phân tích nữa đâu nha, chỉ mới đậu sinh lý 2 thôi. Rồi bây giờ nếu mà nói về biên độ thì sao? Tôi ví dụ biên độ của sóng R, biên độ của sóng R trong trường hợp này thì chúng ta tính từ cái định cái chân sóng nè, mình đếm lên ngày 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.5, 9.5 ô vuông nhỏ, mà một ô vuông nhỏ thì có chiều cao là 1 mm. Như vậy thì cái biên độ của sóng R này là 9.5 mm. Nếu là SN, còn nếu là SN chia 2 thì sao ạ? Thì biên độ của sóng R này sẽ là 19 mm nha. Rồi bây giờ chúng ta bước vào phân tích cái nội dung chính của cái bài hôm nay, là bài cái phần này là phân tích nhiệt và tần số. Nãy giờ mình đi nhắc lại thôi, bây giờ mình vào nội dung chính nè.